Dạ thì em mến chào cả nhà của mình nha. Chúc cả nhà của mình một buổi tối thật là nhiều sức khỏe và đầy bình an nha cả nhà ơi. Dạ thì hôm qua thì em bận việc cả nhà nên là không có đến ngôi miếu của ông được. Thì hôm nay thì cũng rảnh rồi để mà đến ngôi miếu để xem là như thế nào cả nhà. Thì hôm nay thì có chuẩn bị một ít đồ chay để cho ông dùng cả nhà. Thì đây cũng không phải là của em chuẩn bị cho ông. Có một chị ở bên thị sĩ có xem được cái clip và có nói với em là nhờ em mua một ít đồ chay đến đây. Thì canh, rồi đồ xào, rồi đồ kho, cơm, rồi rượu và thuốc. Nhưng mà cái phần rượu và thuốc thì chị cũng có là muốn em gửi đến cho ông, nhưng mà em thấy là ông không có sử dụng cả nhà, tại vì ông là tu đạo quá, nên là nếu như mà bây giờ mà sử dụng rượu với thuốc là những chất kích thích sẽ phạm giới, nên là sau này cái đường tu tập của ông rất là khó, nên là em không có cúng rượu với thuốc cho ông nha cả nhà. Thì nói chung là có rất là nhiều cô chú anh chị cũng đã nhắn tin để mà nói là em cố gắng để thực hiện xong cái nhiệm vụ của mình rồi hãy tiếp tục công việc này kia cả nhà. Thì em cũng rất là cảm ơn đến tất cả những cô chú anh chị đã gửi lời hỏi thăm cũng như là động viên góp ý đến cho em. Nhưng mà tại vì là em là nguồn thu nhập chính của gia đình cả nhà, nên mà bây giờ mà nếu như mà hôm nay không làm là có khi là ngày mai gia đình sẽ không có cái gì ăn, nên là bắt buộc phải đi làm. Thì cũng cố gắng để sắp xếp để hoàn thành đó cả nhà, chứ chắc ra thì cũng không muốn là làm để mà giàu hay là có gì đâu, tại vì là của cải tài sản này kia, nói chung là cuộc sống bây giờ không có gì thuộc về mình cả, kể cả thân xác mà mình nuôi dưỡng mấy chục năm đến khi mất rồi thì mình cũng còn không giữ được nữa, thì nói chi là tiền bạc của cải. Thì chủ yếu là làm để mà lo cho cuộc sống của gia đình thôi, chứ còn việc mà làm để giàu có thì cũng không có ham muốn cả nha, chỉ cần là mong muốn là cuộc sống như thế nào đó mà nó ổn định, gia đình vui vẻ là được rồi, mỗi ngày có 3 bữa cơm là mừng rồi cả nhà ơi. Thì thôi hôm nay thì em sẽ đến ngôi miếu của ông để cúng cho ông một ít đồ chay này và hỏi xem là cái việc mà bắt con quỷ hai nanh đã có tiến triển gì chưa nha cả nhà. Dạ cả nhà ơi, thì cái cây, 3 chén cơm, canh với đồ xào với lại đồ kho cả nhà, thì tất cả đều làm chay hết cả nhà để cho ông dùng, với lại 1 ly nước để bây giờ em đốt nha, giờ thỉnh ông cho ông dùng cả nhà. Rồi, bây giờ để em đặt máy xa ra để thỉnh ông để giao tiếp với ông nha cả nhà. Dạ để thỉnh ông này giao tiếp với ông cho ông dùng luôn cả nhà. Dạ ông ơi, con đến rồi ông ơi. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ con chào ông ơi. Thì hôm nay thì con có chuẩn bị một ít đồ chay, cơm và trái cây với lại một ít nước, thì mong ông dùng với con nha. Dạ cái này là không phải là của con. Cái này là tấm lòng của một chị đã gửi đến con, là nhờ con là mang đến đây để mà dâng lên cho ông giùm. Thì có kêu con là chuẩn bị ông một bộ quần áo, thuốc và rượu nữa, nhưng mà con thấy bộ quần áo, thuốc và rượu thì ông không có sử dụng nên là con không có chuẩn bị ông ơi. Thì chị cũng có nói là chúc ông mau tu hành đắc đạo và gửi lời hỏi đến ông rất là nhiều. Thì đây là những lời nói của chị đã gửi đến con và nhờ con để chuyển lời đến cho ông.
Dạ, chị cũng có nói là gửi lời cảm ơn đến ông đã giúp đỡ vong linh và tiêu trừ ma quỷ để mà cứu độ cho nhân gian này. Dạ bây giờ thì thôi tạm thời con sẽ lánh mặt để cho ông dùng xong rồi, khi nào mà xong rồi thì con sẽ quay trở lại giao tiếp với ông. Để con ở đây thì nói chung là con giọng thì cũng không có gì, nhưng mà để ông tự nhiên để mà dùng nha ông. Dạ không, thì con không biết là các vị ở ngoài khu vực kết giới là có chịu bắt cái con quỷ hai nanh đó về không ông? Dạ không lẽ là Tiểu Linh không? Dạ nếu được vậy thì con cũng rất là mừng luôn. Hiện tại thì Tiểu Linh có ở đây không ạ? Hay là ở đâu rồi? Dạ Tiểu Linh thì nói chung là pháp lực rất là cao, thì con quỷ đó thì chắc con nghĩ là cũng không phải đối thủ của Tiểu Linh đâu. Tiểu Linh đến thì chắc có thể là bắt về được, còn 12 vị thì không tiện xuất hiện thì chắc cái việc này thì con cũng hiểu rồi. Không thì bây giờ làm khi mà bắt cái con quỷ đó về đây thì con không biết là có bắt được đồng bọn hay không. Ông có nghe các vị ở khu vực ở ngoài nói hay là Tiểu Linh nói là có điều tra thêm được đồng bọn hay không? Nhưng mà cái thời gian này nó đang gấp rút nè, con có ý định như thế này là nếu như mà bắt được cái con quỷ hai nanh này về thì ngay lập tức phải điều tra nó và phải có những cái biện pháp mạnh hơn, thay vì là trước giờ làm con và ông rất là nhăn nhộn với bọn ma quỷ để cho nó lộng hành rồi có khi là giục mắt nó nữa, không thể nào bắt nó lại được. Nên bây giờ cần có những cái biện pháp nào mạnh hơn để ngay lập tức cho nó khai ra ai là kẻ đứng phía sau nó để mình tiện rút ngắn cái thời gian, chứ để mà kéo dài ra nhân nhượng ngày này qua ngày khác hoài thì rất là mất thời gian, cũng như là bọn quỷ thì nó thấy mình đối xử với nó tốt này kia không thì có thể là nó sẽ nhẫn nhơ hoài, nó không có chịu khai thật, giống như vong linh vừa rồi không cũng mất rất là nhiều thời gian thì nó mới chịu nói thật. Dạ không, thì
Sắp tới đây thì con không có mặt ở khu vực này, thì có Tiểu Linh giúp đỡ cho ông thì mọi việc nó cũng ổn hết rồi. Là Tiểu Linh là ở đây luôn hay là như thế nào không? Bây giờ không biết là Tiểu Linh có gần gần đây hay không. Tiểu Linh đi bắt con quỷ đó lâu chưa, có sắp về chưa? Dạ, thì con cũng muốn là gặp Tiểu Linh để nói chuyện, giao tiếp, hỏi này kia chút đỉnh thôi, chứ tại vì làm cái lần trước mà Tiểu Linh có đến đó, là con cũng chưa có hỏi thăm gì được nhiều hết trơn mới. Với lại là con muốn là giao trả lại viên ngọc cho Tiểu Linh, để sau này mà Tiểu Linh có sử dụng vào việc gì sử dụng. Hiện tại bây giờ thì con cũng không có phải lặn lội lên những cái khu vực nguy hiểm nữa, nên là con muốn hỏi ý là gửi lại Tiểu Linh cái viên ngọc này, biết đâu sau này Tiểu Linh quay trở về núi sẽ thực hiện những cái nhiệm vụ khác nữa, thì có cái viên ngọc bảo vệ Tiểu Linh thì sẽ tốt hơn. Thật sự bây giờ thì con không có cần đến viên ngọc nữa đâu. Ra giữ cái viên ngọc lại thì tốt cho con thôi, nhưng mà con lo là Tiểu Linh sau này nếu mà có thực hiện nhiệm vụ này kia thì nguy hiểm cho Tiểu Linh thôi. Tại vì hiện tại ở ngoài cái cách giới này đã có 12 vị để mà âm thầm canh chừng cái khu vực này rồi, nên là cũng an toàn cho con cùng với ông ở trong này rồi. Còn cái việc mà con đi giúp đỡ trong bên này kia với mà bọn ma quỷ mà pháp thuật nó không có cao á thì con đối phó cũng rất là dễ, nên là con cũng an toàn. Dạ, thì qua nay thì không biết là hai cái vong linh phía sau, cái vong linh của con quỷ đó sai đến đó, có thay đổi được chút nào hay không không? Nếu như mà có bắt được cái con quỷ hai nanh nó về thì chắc có thể là cho cái vong linh này cùng với con quỷ đó có thể là gặp nhau, giao tiếp với nhau. Dạ, con cũng hy vọng là vậy, tại vì là con cũng muốn xem là cái con quỷ hai nanh này pháp thuật và nó như thế nào, mà tại sao nó lại hung hăng như vậy, có phải con quỷ hai nanh này là thuộc hạ của ma dương hay là chỉ là bọn ma quỷ thông thường hay không nữa. Thì ngày mai con sẽ tranh thủ để mà quay trở lại ngôi miếu này để xem nếu như mà bắt được con quỷ hai nanh thì con sẽ chính hỏi nó xem là nó có thành thật trả lời hay không, còn những cái biện pháp mà ông sử dụng nó lên trên con quỷ đó bắt buộc nó khai báo thì cái đó là tùy vào quyết định của ông, con thì con không có dám bị quyết định những cái việc này ông ơi. Dạ, dạ thôi bây giờ thì cũng không còn gì nữa, thì ông cứ từ từ ở đây dùng đi, rồi khi nào dùng xong để ngày mai con sẽ quay trở lại đây con dẹp cho ông ơi. Chứ bây giờ ông đang dùng thì không có tiện để dẹp á, nên là bây giờ con sẽ quay về nha ông. Dạ con chào ông, Nam Mô A Di Đà Phật. Dạ cả nhà ơi, thì thôi bây giờ thì em sẽ quay trở về cả nhà. Thì ngày mai em sẽ tranh thủ sớm nhất có thể để quay trở lại ngôi miếu của ông.
để xem là Tiểu Linh có bắt được cái con quỷ hai nanh đó về không nha cả nhà. Cái việc bắt quỷ hai nanh thì em nghĩ là đối với cái sức Tiểu Linh thì cũng không thành vấn đề đâu cả nhà, tại vì Tiểu Linh pháp thuật rất là cao. Thì cũng cảm ơn sư phụ rất là nhiều, tại vì là ông nghĩ là trong khoảng thời gian này cả nhà là em bận việc này kia nên là sai Tiểu Linh đến để hỗ trợ em một thời gian. Em cũng sẽ cố gắng sắp xếp công việc sớm nhất có thể để quay trở lại thực hiện cái nhiệm vụ của mình. Thì trong khoảng thời gian này nói chung là mình không có hoàn thành được cái nhiệm vụ của mình cả nhà, thì thấy cũng áy náy trong lòng mình rất là nhiều, nhưng mà tại vì là cũng không còn cách nào khác thì tạm thời thì cho Tiểu Linh hỗ trợ lão ma trong thời gian này nha cả nhà. Thôi bây giờ thì em sẽ mến chào cả nhà của mình, hẹn cả nhà của mình vào ngày mai.